Lì à? Lì sao nổi lợi bồi đây anh em, chim mồi kẹp loa đó. Anh em đánh kẹp loa, anh em để loa xa ra, loa xa lồng đó, cách bèo bèo 1,5 m đổ lên đó. Loa để tút kia kìa lợi bồi. Cặp này bữa trước đem mồi tự chơi vào rút mấy lần rồi không chịu đá, mày quyết định đem con kẹp loa vào chơi luôn, thế là lại chịu ra. Cặp mồi tự chơi chuyển mồi mấy con mồi vô đây rồi mà không chịu đá, không chịu ra đá, nó không di chuyển. Xong bắt đầu bữa nay em đem con kẹp loa này vô. Ok, đây là cái mũ mẫu lụp đan cước bên em nhé, đan cước Thái. Mẫu này thì 1.250.000, bao ship tận nhà, tặng hai cái túi bồi, hai cái cống và ba cái túi bồi. Anh em nào có ưng cái mẫu lụp này thì alo cho em số điện thoại trên video nhé.